Đài truyền hình SBTN đã cho ra mắt DVD Những Ngày Xưa Thân Ái. Chương trình sẽ đưa khán giả bước vào dĩ vãng, đi vào khung trời kỷ niệm của ngày nào trong 26 nhạc phẩm được chọn lọc thật kỹ lưỡng. Những mối tình của tụi Mộng Mơ ở cổng trường Trương Vương, Gia Long. Thuở đó luôn làm lòng ai đó, đến nay vẫn sống âm thầm trong nỗi nhớ. Hãy một lần bước về dĩ vãng để sống lại những ngày xưa thân ái. Để order DVD, xin liên lạc 714-636-1121 hoặc 888-500-2018. Quý vị có thể order trên online sbtn.tv hoặc mua digital copy trên sbtngo.com. Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hiện nay rất nhiều người đang chờ đợi để được chích ngừa vaccine COVID-19. Có những người vì đã bị COVID-19 nên chưa được chích ngừa, nhưng cũng có một số người không muốn chích ngừa vaccine COVID-19 vì nhiều lý do. Thưa quý vị, thủ tục chích ngừa tại Hoa Kỳ rất kỹ, khó có sơ suất và nhầm lẫn xảy ra. Tất cả những người dân ở Hoa Kỳ cần phải lấy hẹn và trả lời những câu hỏi về thông tin cá nhân và sức khỏe trước khi được chích ngừa tại địa phương nơi mình ở. Sau khi chích ngừa xong, phải qua nhiều thủ tục về thông tin cá nhân và sức khỏe trước khi nhận được giấy chúc mừng đã hoàn tất việc chích ngừa từ nhân viên y tế. And are you feeling okay? Very good. Very good. Okay, excellent. Okay, you're all done. And this is a card about your second dose. And you're good. Thank you very much. Rất nhiều người muốn biết với ba loại thuốc chích ngừa hiện nay, loại nào tốt hơn, loại nào an toàn hơn, và khi được chích ngừa xong thì bao lâu được xem là an toàn, không bị nhiễm bệnh. Vũ Nhân xin mời quý khán giả theo dõi phóng sự sau đây. Chúng ta có ba loại vaccine COVID-19, đó là của hãng Pfizer, của hãng Moderna và của hãng Johnson & Johnson. Anh có thể cho biết là mỗi cái vaccine nó khác nhau như thế nào? Đặc biệt, Pfizer và Moderna rất là tương tự với nhau, nhưng mà Johnson & Johnson là loại vaccine mới nhất. Cái khác biệt chính ở đây là có hai cái khác biệt. Cái khác biệt thứ nhất là Johnson & Johnson chỉ có hiệu nghiệm 85%, đó là maximum. Còn về COVID vaccine của Pfizer và Moderna thì cái phần trăm hiệu nghiệm lên tới 95%. Và cái khác biệt thứ nhì là Johnson & Johnson, họ dùng cái con virus nguyên thể, nhưng họ làm yếu cái con virus đi và họ tiêm vào bệnh nhân cái con virus yếu để mà làm cho hệ miễn dịch của con người tự tạo ra cái miễn dịch cho cái con COVID-19 này. Ngoài ra của Pfizer và Moderna, họ không có dùng cái con virus nguyên thể mà họ dùng cái technology RNA để mà tạo ra cái vaccine này. Phần lớn cái chích ngừa đợt 1, đa số đồng hương của chúng ta sẽ cảm thấy rằng cái cánh tay phải hoặc cánh tay trái rất là đau và mỏi. Còn rất ít số người sẽ có triệu chứng sốt, rất là ít. Còn về cái sau khi cái tiêm chủng đợt thứ 2 thì phần lớn đồng hương của chúng ta sẽ cảm thấy là họ có triệu chứng như bị cúm, cảm lạnh, nhưng mà nhẹ thôi. Và cái cánh tay của họ vẫn đau như là cái đợt đầu tiên. À, biết quý danh? Dạ, tôi tên Kim Phượng ạ. À, thưa cô có đi chích ngừa chưa? Dạ, chưa. Lý do? Lý do rằng tôi sợ chết. Tôi không thích chích ngừa tại vì mình cũng không biết phản ứng cơ thể mình sao, nhưng mà nghe nói là nó còn mới quá, thành ra mình chích ngừa nó chỉ miễn nhiễm được vài tháng thôi chứ nó không có xua quanh 100%. Thành ra tôi cảm thấy tôi không sợ, tôi không chích ngừa. Tôi tên Hoàng Anh. Tôi 66 tuổi. À, trong cái kỳ này anh có đi chích ngừa không? Nên bây giờ phải đi chờ, phải đăng ký rồi mới được chích. À, lý do gì anh muốn đi chích ngừa? Tôi muốn đi chích ngừa là bởi vì tôi có bệnh nền, tức là bệnh tim. Thành ra COVID mà gặp mấy người bệnh nền như bệnh sẵn như mình á thì dễ chết lắm. Thành ra mình cũng ngày, thành ra muốn đi chích ngừa vì lý do đó.
Thanh Xuân tên là Xuân Xuân Rosen. À, năm nay bao nhiêu tuổi? Được 77. 77 tuổi, đã đi chích ngừa chưa? Chưa. Lý do gì chưa chích ngừa? Không có chích ngừa được là tại vì khi mình đã bị COVID-19 đó, mình không có được quyền đi. Phải chờ trong 3 tháng sau khi đó mình mới được quyền chích. Phải đi chích ngừa đặng cho mình được sống dài hơn và mạnh khỏe hơn. Hiện theo thống kê dữ liệu khoa học mà chúng ta đang có ngày hôm nay là chắc chắn tất cả những ai mà tiêm chủng Pfizer hoặc là tiêm chủng Moderna hoặc là tiêm chủng Johnson & Johnson sẽ có miễn dịch trong vòng 3 tháng. Đó là 95%, 100% trong vòng 3 tháng. Qua tháng thứ 6 thì cái phần trăm miễn dịch sẽ hạ xuống. Và qua tháng thứ 9 nữa thì phần trăm miễn dịch sẽ tiếp tục hạ xuống. Và qua tháng thứ 12 thì số phần trăm miễn dịch sẽ càng hạ xuống thấp nữa. Vì vậy cho nên giới y khoa hiện bây giờ đang phân vân, có thể là sẽ kêu gọi mọi người tiêm chủng đợt thứ 3 và có thể hàng năm đều phải tiêm chủng COVID-19 để mà giữ cái phần trăm miễn dịch trong cơ thể của mình. Cái chính ở đây là Thế Khương muốn nhấn mạnh với đồng hương của chúng ta khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ là cái sự an toàn của vaccine rất là an toàn. Đặc biệt là trong ba cái loại vaccine Pfizer, Moderna và của Johnson & Johnson. Những cái loại vaccine này đều make in the USA do các nhà khoa học Hoa Kỳ đã tạo ra. Vì vậy, về cái sự an toàn của các loại vaccine này rất là cao. Quý vị nên cố gắng bằng mọi giá làm sao để mà được vaccine, tiêm chủng các loại vaccine này để cho bảo vệ sức khỏe quý vị và bảo vệ sức khỏe của người thân và bạn bè của quý vị. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN. Đài truyền hình SBTN đã cho ra mắt DVD Những Ngày Xưa Thân Ái. Chương trình sẽ đưa khán giả bước vào dĩ vãng. Quý vị có thể order trên online sbtn.tv hoặc mua digital copy trên sbtngo.com.